Mặc dù còn 4 năm nữa mới đến sự kiện Olympic Tokyo 2020, nhưng từ ngày hôm nay thủ đô Tokyo của Nhật đã bắt đầu trang hoàng đường phố theo chủ đề Thế vận hội Olympic và Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic. Bất chấp mưa bão, ngay sau khi sự kiện Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic Rio 2016 vừa kết thúc, Tokyo đã tổ chức một buổi lễ long trọng với sự tham dự của cựu thủ tướng và chủ tịch Ủy ban Olympic và Paralympic Tokyo 2020 nhằm chào đón hai sự kiện thể thao này. Tôi muốn bảo đảm Tokyo trong tư thế sẵn sàng chào đón Thế vận hội Olympic và người dân trên khắp thế giới. Những tấm banner trắng in logo Olympic và Paralympic Tokyo được dăng khắp các tòa nhà cao tầng ở trung tâm. Những tấm áp phích in hình vận động viên cũng được treo khắp cửa kính. Những trung tâm thương mại sầm uất nhất. Thị trưởng mới của Tokyo, bà Yuriko Koike đã cam kết sẽ tổ chức một Thế vận hội mùa hè sáng tạo nhất trong lịch sử. Nhật Bản cũng đặt kỳ vọng vào sự kiện thể thao này để vực dậy nền kinh tế đang tăng trưởng trì trệ.